nam chính của chúng ta hazato vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ về việc cậu bị quái vật ngoài hành tinh tấn công và một cô gái mà cậu không rõ là ai cậu đang được đưa đến khu vườn nhỏ là nơi cậu sẽ sống và học tập từ bây giờ vừa đến nơi có hai cô gái đã chờ sẵn để đón cậu vì cậu là người có độ tương thích cao nhất với một loại vũ khí là hanzet nhưng hazato đã trốn sau xe hàng để qua mắt cả hai vừa đến nơi tổ chức khai giảng thì cậu đã bị nhận ra là người có số điểm cao nhất khiến ai cũng vây lấy cậu hazato phải trốn đi và gặp được một cô gái là emil Cô là một học sinh ở đây và từ giờ sẽ làm bạn với cậu. Cô gái lỡ nói ra tên cậu là Zetia và cậu bạn tóc vàng này là Fris. Họ không biết Emil và Hazato thân nhau kiểu gì khi vừa mới gặp và cả hai chẳng giống hai đứa con trai tí nào. Lúc đến dự khai giảng, ta được gặp hai hội phó và hội trưởng hội học sinh của trường là Claire. Hai cô gái được giao đi đón Hazato giờ mới chạy về và bị Claire trách phạt vì đi muộn. Họ được giao đi tìm Hazato nhưng cậu đã ngồi đây từ bao giờ. Cả hai bị đuổi nhưng Emil đã đứng lên với thái độ bất bình emil cho rằng chỉ lý do đấy mà bị đuổi là quá bất công nhưng clay nhắc họ nhớ rằng họ sẽ là những chiến binh chiến đấu với quái vật để bảo vệ thế giới chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ gây mất mạng và bất tuân mệnh lệnh cũng là một tội emil vẫn không chấp nhận và cho rằng clay không thể bằng được hazato nên emil cũng bị đuổi hazato phải đứng ra phản bác thay và cậu thú nhận việc họ đi muộn là do cậu nên muốn cô rộng lượng chút nhưng clay đã thách đấu cậu và nếu cậu thắng thì cô sẽ rút lại lệnh khai trừ Cậu không hiểu được việc bản thân sắp đối mặt vì còn chưa làm quen với HanZ nhưng Emu tin cậu làm được và dẫn cậu đi đến gặp kỹ thuật viên chính của nơi này là Charlotte và trợ lý của cô là Mây Mây. Cô khá bất ngờ vì một người chưa từng sử dụng HanZ như cậu lại đi đấu với Clay. Lý do cô biết là nhờ hệ thống AI của trường là Lisa thông báo. Lisa tuy là máy móc nhưng có thể giao tiếp và cảm xúc như người. Charlotte cũng đưa giao HanZ cho cậu và giải thích rằng HanZ là vũ khí tốt nhất để đối đầu với những sinh vật ngoài hành tinh. Tuy nhiên chỉ những người tương thích thì mới sử dụng được mỗi người sẽ có một dạng vũ khí riêng và với Claire là các khẩu pháo này. Cha Lốt nhắc cậu nhớ mục đích của hanz là để bảo vệ con người. Giây phút cậu nhận lấy chính là lúc cậu gánh vác trách nhiệm đó. Cậu đã sẵn sàng nên Cha Lốt chỉ cậu đến phòng tập và đổi sang bộ đồ tương thích. Lúc đến nơi, Emil đã chỉ cậu cách gọi ra vũ khí. Ngay khi hanz hợp thể thì vũ khí C của Hazato đã xuất hiện và đó là một thanh kiếm với một cánh tay máy phía sau. Được biết thì đây là dạng hiệp sĩ. Emil cũng sử dụng vũ khí của bản thân và nó khá giống với Claire khi cũng là những khẩu pháo xung quanh cơ thể. Em yêu bắn thật luôn để bắt đầu tập cho cậu làm quen. Hazato mới đầu đã dùng được cả lá chắn và tốc độ thì cũng nhanh đến mức không thể kiểm soát. Nhưng nhờ vậy mà em tin cậu có thể chiến thắng. Cả hai luyện tập đến tận chiều và lúc ra về thì Hazato nhớ đến việc đã hứa với em gái là sau khi khai giảng sẽ đến thăm. Em gái cậu có bệnh và cậu đã phải vào đây để họ chịu chữa cho em gái cậu. Lúc đến nơi thì em gái rất giận nhưng nhận một cái hôn vào chán thì cô đã bỏ qua. Nhưng chưa được bao lâu thì y tá cho biết là đã hết giờ thăm bệnh. Tối đó lúc về phòng, cậu thấy emil vừa tắm xong và cậu ta đột nhiên hét lên và đuổi cậu ra ngoài bị ăn một ném vào đầu và khi tỉnh dậy thì cậu thấy bản thân đang nằm trên đùi emil cậu bật dậy thì đập đầu và cho rằng emil có vấn đề vì hai đứa con trai thì có gì mà ngại emil sau đó có giúp hazato may lại huy hiệu trên áo và bị kim dâm trúng tay hazato đã nhanh chóng sơ cứu và băng lại cậu lúc nhỏ từng bị quái vật tấn công nên giờ thấy ai bị thương thì cậu sẽ hơi bị làm quá lên sáng hôm sau trận đấu giữa hazato với claire cũng đã chính thức bắt đầu Trận đấu sẽ diễn ra trong 15 phút và kết thúc khi một trong hai bên bị hạ gục. Claire tuyên bố cô sẽ không sử dụng giáp toàn thân trong trận này và cô tự tin bản thân sẽ kết thúc nhanh. Emil cho biết là Claire sẽ nhường và Emil cũng sẽ là người hỗ trợ kiêm cố vấn cho cậu. Hội phó cho rằng việc có hỗ trợ là phạm quy nhưng Claire chấp luôn. Ngay khi vừa bắt đầu, cậu đã phóng thẳng về phía Claire. Cả hai ngã lên nhau và Hazato còn lỡ bóp chúng bởi cô. Hazato bật dậy và xin lỗi vì chưa kiểm soát được, nhưng Claire nhất quyết sẽ không tha cho cậu cô cho xả đạn để ép Hazato phải né và rồi lao đến tung một đòn cận chiến. Nhân lúc cậu chưa bình phục thì cô xả đạn và Emil nhắc cậu xài lá chắn. Emil thấy kế hoạch ban đầu hơi sai tí nên giờ làm lại. Cậu lao đến cô một lần nữa thì bị đẩy ra nên đã tích tụ năng lượng vào kiếm để ném ra một quả cầu tầm xa. Clay vẫn chặn được và bắn trả lại cậu. Cô ta còn lấy ra một khẩu pháo hạng nặng. Đột nhiên cơ thể Hazato thấy lạ. Cậu đã một tay hất đi đòn vừa rồi và lao đến liên tục dồn ép Gare cô ta nghĩ là bắn tầm gần thì cậu không né được nhưng cậu đã kích hoạt được cả giáp toàn thân và chỉ một đòn đẩy lùi cle ra xa cô đành phải dùng đến giáp toàn thân để không bị thua cô ta đã dứt điểm hazato bằng một phát hạng nặng emu đã chạy đến bên hazato và trách móc cô ta vì dùng đến giáp toàn thân cha lốt cho rằng kết quả vẫn không đổi nhưng cle tự nhận bản thân đã thua nên cha lốt cho hòa là ổn nhất tối đó cậu tỉnh lại thì cle đã ở đây cậu nghĩ là Emil và hai cô gái sẽ bị đuổi nhưng cle đã hủy lệnh cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ giữa trận đấu nhưng claire muốn biết cậu là ai mà đã có thể dùng được giáp toàn thân lẫn một loại lá chắn cấp cao emu tìm đến và nghĩ claire đến gây sự nhưng cô chỉ đến xin lỗi và ra về lúc ra về claire vẫn còn nhiều suy nghĩ về hazato sáng hôm sau hazato ngủ dậy thì emu thấy cậu đã ổn hơn nhưng cậu thấy emu chỉ đang làm quá lên cậu hơi đói nên emu cho cậu túi đồ ăn và cho biết là khi dùng sức mạnh quá nhiều thì sẽ nhanh thấy đói vì nay được nghỉ nên emu rủ cậu đi chơi ở trung tâm nói chung là giống như hẹn hò Lúc cả hai đi chơi thì Hazato thấy bản thân đang bị chú ý vì ai cũng xem trận đấu hôm qua nên giờ nổi là đúng. Nhìn cả hai đút đồ ăn cho nhau thì ai nấy thấy cả hai có vẻ thân thiết. Cả hai sau đó đi đến khu vực quan sát biển và nơi này hầu như toàn các cặp đôi. Emu luôn muốn đến đây cùng Hazato. Đột nhiên em gái Karen của Hazato gọi đến và muốn biết cậu có đi với cô nào không thì cậu nói thẳng là không. Cô cũng giận Hazato vì không nói gì về trận đấu. Karen sau đó đã đến gặp cả hai vì cô đã được cho ra ngoài. Karen nghĩ Emu là nữ nên phải chữa. Karen nghĩ anh trai của cô có hứng thú với đàn ông hơn là phụ nữ. Karen sau đó có nói về Sakuza, một idol nổi tiếng ở đây. Biết được idol đó sống không xa nơi này nên Hazato hứa lúc nào đó sẽ đưa em gái đi, cả ba sau đó đến căng tin để kiếm gì đó ăn. Karen gọi khá nhiều nhưng Emil muốn cô ăn hết từng nào thì gọi từng ấy, đang ăn thì đột nhiên nhóm Claire tìm đến. Karen thì ghét cô ra mặt nhưng Claire đến đây là để mời cậu vào hội học sinh, Emil không chấp nhận vì Hazato chẳng có nghĩa vụ làm theo lời cô nói. Nhưng đây chỉ là lời đề nghị chứ không ép buộc, nghe vậy thì Emil cũng muốn được vào, nhưng Emil không đủ yêu cầu thế là Emil cũng đòi thách đấu để được vào đường đường chính chính, nghe Emil có ý xúc phạm nên một hội phó đã phải đứng ra dạy Emil một bài học. Hazato muốn Emil dừng tay vì cậu ta có thể khiến quanh đây bị tàn phá, thế là Emil biến ra một cây thương để đánh cận chiến luôn cho đỡ ảnh hưởng xung quanh. Clay vẫn để cả hai đấu và đang giữa trận chiến thì đột nhiên có báo động vang lên, nhóm Clay phải về vì đây là báo động cho việc quái vật tấn công. Charlotte muốn cô đưa cả Hazato theo để cậu có thể trải nghiệm một cuộc chiến thật sự ra sao. Cả nhóm nhanh chóng chạy đến phòng chỉ huy để xem tình hình thì cậu trai tên Chris này tuy là trung học nhưng đã đủ trình độ để làm việc ở phòng chỉ huy. Họ đã có được hình ảnh về con quái đó, nó rất lớn và chỉ số sức mạnh vẫn chưa đo lường được. Claire quyết định sẽ không để Emil và Hazato ra trận, nhưng chỉ ba người nhóm Claire ra ngoài thì cũng không đánh được nên chỉ cố cầm cự đến khi viện trợ đến. Nhưng khi cả ba lên đường thì Hazato vẫn muốn đi theo, vì cậu từng được dạy là sức mạnh to lớn thì phải dùng để bảo vệ cho những người yếu thế hơn. Cậu từng mất ký ức khi bị quái tấn công nên giờ cậu muốn làm gì đó để cứu giúp người dân ngoài kia. Ý định để cả hai tham gia chiến đấu là từ hệ thống ly ra đưa ra chứ không phải của Charlotte nên Claire đành chấp nhận. Cả nhóm đã lên kế hoạch và nhóm của Claire sẽ đi trước để chỉ cả hai cách đối phó với một con quái vật. Nhóm Claire đã xuống trước và nhắm vào một con nhỏ. Cô đeo kính đã lấy xích chói nó lại để Claire xả đạn và phá đi lớp vỏ của nó và để người cuối lao đến dứt điểm bằng cách đâm vào và phá hủy lõi. Emil sau đó cũng kéo Hazato xuống luôn và cả hai kích hoạt Hanz để tiếp đất. Emil đã bắn trước và để Hazato lao đến chém vào vỏ ở lõi, nhưng nó quá cứng. Emil lao xuống chém đi một tay của nó và Hazato lại tấn công vào vị trí cũ. Nhưng con quái một lần nữa quá cứng nên Emil phải bắn thêm phát nữa mới dứt điểm được. Trong lúc đó thì nhóm Claire đang phải xử lý con khổng lồ. Xích cũng không trói được nên cô gái mang vài trò cận chiến đã bị đánh gục. Cô cầm xích cũng bị đánh ngất. Emil và Hazato muốn đến giúp nhưng Claire muốn cả hai cứ ở nguyên vị trí cô dùng đến giáp toàn thân và bắn một viên đại pháo về nó nhưng con quái vẫn bắn trả clay sau phát vừa rồi thì cạn kiệt năng lượng nhưng con quái bắn thêm phát nữa khiến hazato phải lao đến đưa clay đi cậu xin lỗi vì trái lệnh nhưng không thể đứng yên nhìn nhóm clay kiệt sức hết tay cậu lại để sai chỗ khiến cô đỏ mặt cô còn được bế kiểu công chúa thì càng ngại hơn cả hai vừa tiếp đất thì con quái chuẩn bị bắn thêm phát nữa nhưng nếu né thì sân bay chứa người lánh nạn sẽ ảnh hưởng nên cả hai đành dồn năng lực để tạo khiên và hất văng đường đạn gle chính thức hết năng lượng và emil thấy cả hai có vẻ tình cảm và lao lên chiến đấu một mình emil phải bảo vệ một hội phó nên bị con quái tấn công và lộ ra việc cô chính là nữ hazato nhận ra cô chính là cô gái mà cậu thấy ở trong giấc mơ của cậu cô chính là emilia cậu đã lao đến chặn đòn giúp cô tuy cậu chưa nhớ được hết nhưng cậu nhớ được việc cô chính là emilia mong muốn bảo vệ cô khiến cậu một lần nữa sử dụng giáp toàn thân và lại mất kiểm soát cậu chém đi tay của quái và lao xuống chém lia lịa vào nó cậu còn tung chưa thổi bay một góc Đòn đó suýt rơi vào hội phó còn lại nhưng Claire đã giúp kịp. Cậu cứ như này thì không ổn nên Emilia đã lao đến hôn một cái để cậu tỉnh giấc. Giờ thì vừa có năng lực mạnh vừa có lý trí nên cậu chỉ cần một nhát chém là đã trẻ đôi được con quái. Claire giờ mới không thể tin được về việc Emilia là nữ và còn hôn hít ngay trên chiến trường. Cả nhóm sau đó lên đường trở về và Hazato thấy được lời cảm ơn của người dân dành cho cả nhóm. Claire cho rằng đây chính là phần thưởng và là lý do để họ có thể chiến đấu. Cậu sau đó về thăm em gái và cô em vui vì cậu có thể chiến thắng được quái vật. Và buổi diễn của idol Saku ra tại thành phố đó cũng không bị hủy. Lúc về phòng, Emilia thì vẫn sẽ tiếp tục giả trai nhưng sẽ phải đổi phòng. Cậu muốn nghe về việc đã xảy ra, Emilia kể lại rằng. Lúc đó, cả hai bị quái tấn công và đã bị nhiễm virus của nó. Vì máu của Emilia bị nhiễm và Hazato lại hút máu ra nên cũng bị nhiễm nốt. Cậu được tăng chỉ số tương thích với Hanzet và được gọi là một biến thể. Cô cũng là một biến thể và thế giới có chưa quá 10 người như cả hai. Tuy nhiên việc này cũng chịu tác dụng phụ là mỗi khi gặp nguy hiểm thì cơ chế phòng thủ của virus sẽ khiến biến thể mất kiểm soát như đã thấy. Emilia thì đã học cách kiểm soát. Cậu sau đó định ra ngoài thì cả cơ thể cứng đờ và ngã lên Emilia. Cô đã hôn để truyền virus áp chế sang cho cậu. Vì của cô là dạng đã kiểm soát, định làm phát nữa thì Claire tiến vào để xem vụ chuyển phòng ra sao. Thấy người này đè người kia thì Haza tô cố giải thích nhưng lại té và hôn luôn cả Claire. Cô lại mất thêm một lần đầu nữa và muốn cậu chịu trách nhiệm. Hai cô gái không ai nhường ai và quyết giành lấy Hazato bằng được, ta sau đó gặp được cô ca sĩ Sakuza kia. Cô đã rời buổi biểu diễn lại một tháng sau và quản lý đã gọi cho trường và yêu cầu một người làm vệ sĩ cho Sakuza. Trong lúc nhóm cặp đôi Hazato đã đấu tập với cặp đôi của Fritz, Hazato lao đến tấn công ngay lúc Fritz hết năng lượng nhưng đó chỉ là trò lừa vì Fritz đã chĩa sẵn súng. Hazato cố không để bị kiểm soát và hóa giáp toàn thân để đánh bại Fritz. Zetia khá buồn vì cứ nghĩ là họ đã mạnh hơn. Nhưng Emilia cho rằng không mấy ai ép được Hazato dùng đến giáp toàn thân nên cả hai cũng không hề yếu tí nào. Hazato sau đó bị hội phó thông báo là Claire cần gặp, cậu được giao cho nhiệm vụ bảo vệ idol Sakuza từ giờ đến buổi diễn tháng sau. Vì đích thân Sakuza đã chọn cậu, họ thì vẫn nghi ngờ về việc quái vật còn trên trái đất bởi lúc quan sát thì có đến 7 con rơi xuống trái đất. Ba con đã bị tiêu diệt còn bốn con thì bị bắn hạ lúc rơi xuống, nhưng chỉ tìm được xác của một trong bốn con nên vẫn ba con đang nhởn nhơ. Hazato nhận nhiệm vụ này và cậu sẽ bị mất đi vài ngày nghỉ cuối tuần. Cậu sau đó về gặp em gái và thông báo việc bản thân sẽ làm vệ sĩ cho idol của Ako và cũng đã kiếm cho em gái một vé để đi xem. Cô em đã bói cho cậu bằng bài ta rốt và muốn cậu né xa nước và phụ nữ, và cô em cũng muốn cậu giúp cô lấy chữ kỹ của cô ra giúp. Ngày hôm sau, cậu vừa ngủ dậy thì Emilia đã nằm cạnh cậu. Cô muốn rủ cậu đi hẹn hò sáng nay nhưng cậu sáng nay đã phải đi làm nên Emilia khá buồn. Cậu sau đó đã đi gặp quản lý và ra Người sẽ giúp cậu chung trong nhiệm vụ này là hội phó đi lúc đi chung thì cậu thấy có vẻ fan đến gặp ra khá đông, nhưng quản lý cho biết hôm nay như vậy là còn ít, lúc lên đường trở về khách sạn, Hazato vẫn chưa hiểu lý do bản thân được chọn riêng. Cô có hỏi cậu thích bài nào của cô thì cậu không nghe nhưng em gái thì có. Cô cũng muốn cậu đừng quá trang trọng mà cứ gọi cô bằng tên là được. Lúc đưa về khách sạn thì Hazato quên mất bước đầu là kiểm tra xem có máy quay lén hay không. Lúc vào trong, Saku ra ngỏ lời muốn Hazato kết hôn với cô vì cô có video quay lại lúc Hazato thể hiện sức mạnh. Cô cho rằng việc kết hôn này sẽ khiến truyền thông rúng động vì ca sĩ nổi tiếng và anh hùng huyền thoại thì sẽ khiến độ nổi tiếng tăng cao. Cô bắt đầu mơ mộng về cuộc sống sau khi cưới Hazato. Cô còn mơ về căn nhà với ba đứa con và hai con chó. Hazato quyết định làm gì đó. Cậu đã tiến đến và ép Saku ra vào tường rồi đòi của cô một nụ hôn nếu cô đã có ý định cưới cậu. Cô ngại quá mà né đi. Cô đã đi tắm và Hazato đã có thể thở dài. Cậu thấy giọng hát của cô không quá tệ và cũng giống như em gái Karen của cậu. Cô nhờ cậu lấy hộ điện thoại để viết lại vài lời nhạc mới nghĩ ra cậu thấy cô cũng vứt đồ lung tung giống karen và lúc cô mở cửa lấy điện thoại thì cả hai đã có tình huống khó đỡ ở đây cậu sau đó ra ngoài và chờ để xin lỗi sakuza nhưng cô chỉ chấm điểm cậu và gọi cậu lên đường cả hai đã đi gặp mặt nhân vật có tiếng đi họp báo và rồi dự tiệc khi đã hết lịch trình thì sakuza rủ hazato đi dạo một lúc cả ba đến nơi sẽ là sàn diễn cho buổi diễn của sakuza cô cũng là một người sử dụng hăn và có thể bay lượn cha lốt tìm đến và cô là người quen với quản lý cô cũng là người đã cứu sakuza trong thời gian tăm tối nhất khả năng của Sakuza là tạo ra một vùng mà cô có thể kiểm soát và bay lượn. Năng lực này không chỉ dùng cho chiến đấu nên cô dùng luôn vào biểu diễn. ra quyết sẽ tạo ra buổi diễn tuyệt vời nhất để tri ân đến fan và cả những người đã làm ra sân khấu này. Cậu sau đó đã có thể ra về và chưa mai mới cần quay lại nên Claire muốn cậu đến chỗ cô một lúc, lúc về nhà. Cậu thấy không có ai xung quanh nên cậu sẽ là người tắm đầu. Nhưng vừa vào thì chạm mặt Emilia. Cô muốn cậu vào tắm chung luôn. Cậu có nói đến việc ngày mai sẽ rảnh nguyên buổi sáng sau khi gặp Claire nên mời cô đi chơi chung. Cô vui mừng ôm lấy Hazato khiến cậu đụng tay nhầm chỗ và đây đã là lần thứ hai cậu gặp rắc rối với phụ nữ và nước. Trong lúc đó, có ba kẻ bí ẩn đã tiêu diệt quái ở gần nơi sân khấu được xây dựng và chúng có ý định phá đám, nhìn vào mắt thì có thể đoán ra được đám này là những biến thể. Sáng hôm đó, Sakuza nhớ lại về lời mẹ cô từng dặn đó là cô mang sức mạnh khiến mọi người hạnh phúc, nên cô quyết sẽ nghe theo và dò không biết Hazato đang làm gì. Sáng hôm đó, cậu đã đến nơi của Claire và cô đang cùng hai hội phó nghỉ dưỡng tại đây, cậu một lần nữa gặp rắc rối với phái nữ và nước. Sau khi chấn chỉnh lại thì Claire mới nói vấn đề khi gọi cậu đến đây. Cô cho biết là một loại khoáng thạch được gọi là đá biến thể đã bị đánh cắp và có khả năng tên trộm. Sẽ quay lại lần nữa nên họ cần cảnh giác thật cao để không ảnh hưởng đến cả buổi diễn của Sakuza. Còn về vấn đề thứ hai là cô muốn tái đấu với cậu và yêu cầu là thi bơi, nhưng cậu đã trốn đi vì có hẹn với Emilia. Cô hôm nay sẽ mặc đồ con gái và đi chơi ở nơi mà không ai nhận ra. Cô dẫn Hazato đi kiếm đồ mới để thay và cô cũng muốn mua ít đồ làm quà lưu niệm với cậu. Hazato cho cô chọn một cái và cậu sẽ trả tiền xem như tặng cô. Emilia khá thích chiếc dây và xem việc được tặng dây thì chứng tỏ cô đã thuộc về cậu. Đang định rời đi thì cả hai thấy cặp đôi Fritz và Zetia nên đành nấp một lúc. Emilia thú nhận rằng tiệm này là do Fritz chỉ nhưng cũng không ngờ là gặp cậu ta ở đây. Cả hai trốn một lúc thì ra ngoài được và Emilia đã đi mua đồ uống. Đột nhiên Clay gọi đến thông báo là Sakuza đã bỏ đi mất. Còn cô có vẻ hơi giận vì phát hiện cậu bỏ thách đấu để đi hẹn hò với Emilia cô muốn cậu phải đền bù bằng cách dẫn cô đi mua sắm vào lần sau cậu đành chấp nhận và sau đó lại gặp sakuza cô tìm được cậu là nhờ gps ở trong điện thoại nhưng giờ mà để cô và emilia gặp nhau thì sẽ là chuyện lớn nên đành đi theo sakuza và ép cô phải gọi về cho quản lý để thông báo cậu cũng sẽ nhắn lại cho emilia sau cô vừa quay lại với hai ly nước thì điện thoại đã có thông báo hazato lúc này cũng đã đi với sakuza cô thì gọi về cho quản lý và còn đưa hazato nói chuyện để xác nhận Kle nghe đến việc Hazato giờ lại đi với Sakuza thì khá bực. Cả hai lúc này đã đến một nơi ổn nhất cho việc đi tham quan, nhất là hẻm núi này. Nơi này là nơi mà Hazato đã bảo vệ và cũng là nơi cô có nhiều kỷ niệm với mẹ nhất. Cô sau đó đã xin lỗi vì nói mấy lời kỳ cục hôm qua. Nghe cô ngân nga giai điệu này thì cậu nhớ việc em gái cũng từng ngân nga giai điệu này. Cô muốn biết tên của em gái cậu thì nhận ra cả hai anh em chính là người cô đã gặp ở hầm trú ẩn khi con quái vật thứ hai tấn công. Cô nhớ tên của Karen còn tên Hazato thì không nghe rõ. Cô cho biết chính những lời của Hazato lúc đó mà cô đã chọn đi theo con đường ca hát. Lúc cả hai anh em rời đi thì cha cô đã đến đón và cô cũng bị mắc virus và có sức mạnh này rồi được cô quản lý lúc bấy giờ chăm sóc. Nhưng cô chẳng khá hơn và còn bị mất giọng nên bị cha lén đưa đến nơi nghiên cứu của một kẻ tên là Vitali. Ở đó cô và những người khác bị tên Vitali tiêm cho một loại thuốc từ quái vật. Nhiều đứa trẻ khác ra đi nhưng cô thì sống và có lại giọng. Có điều tên Vitali đó vẫn tiếp tục bơm thuốc để biến họ thành các chiến binh nhiều người mất kiểm soát và giọng hát của sa ra là thứ cứu vớt được họ nhưng dần dần thì đi hết và cô là người duy nhất được cứu cậu nhận ra cô cũng là một biến thể khiến cô không hiểu sao lại biết về biến thể cậu nói bản thân mới biết về vụ biến thể này gần đây nên cũng không rõ lắm cô thích thú vì cả cũng giống nhau và cô đột nhiên nghĩ ra được một đồng ý tưởng để viết nhạc nên quyết định về phòng thu âm để tranh thủ sáng tác cậu tranh thủ cùng cô về và may mắn là vẫn có xe bus ở đây vì nơi này rất ít có taxi cơ bản thì nơi đây cũng không còn nhiều khách du lịch đang đi về thì đột nhiên một con quái vật xuất hiện, nó tấn công vào chiếc xe và khiến cả chiếc xe bị lật, cả hai vẫn không bị gì nhưng con quái đột nhiên tiến đến chiếc xe và nhắm vào cả hai. Hazato đã phải ra ngoài chiến đấu, Clay cũng đã nghe tin về quái vật tấn công nên hy vọng Hazato cầm cự được. Hazato do không có bộ đồ chuyên dụng cho chiến đấu nên khá khó di chuyển. Sakuya quyết định đứng ra hỗ trợ Hazato trong việc phòng thủ, cậu đã yên tâm lao đến và tung một nhát thẳng đầu con quái, vẫn chưa thể vỡ nên cậu cố gồng lực nhiều hơn và thành công chém được đang ôm ấp nhau thì đột nhiên con thứ hai xuất hiện nó đã tấn công cả hai và sakuza cũng không hứng nổi nhưng may mắn là nhóm của fritz đã đến giúp emilia cũng đến giúp bằng cách chém đi một tay và cô thấy hazato và sakuza ở chung thì vô cùng giận vì cậu bỏ rơi cô để đi theo người khác Zeta đã lên trước và lấy đi tay còn lại của nó fritz đã bắn vào phần lõi cho zta đến đánh nhưng cô không xuyên được emilia bắn thêm nhưng con quái đã lấy tay che lại nó có khả năng hồi phục nên không dễ gì mà ăn được Lần này họ buộc phải đánh nhanh hơn trước khi nó hồi phục lại. Hazato cũng sẽ tham gia và để Sakuza ở lại nghỉ ngơi. Emilia hơi ngứa mắt và đòi cắt cái đầu của Hazato đi, nhưng Fritz muốn cả hai cãi cọ thì để sau. Emilia nhanh chóng chặt đi hai tay để Hazato lao đến, nhưng nó hồi phục còn nhanh hơn ban nãy và đánh trả. Nó định bắn thì tiếng của Sakuza đã khiến nó phân tâm. Hazato lao đến thì bị một tên biến thể xuất hiện đánh bay. Một người nữa đã đến chỗ Hazato và biến ra một thanh kiếm từ mắt. Con quái bắn tia thì thanh niên kia đã chém đôi nó, người dân thì được một cô gái nữa bảo vệ. Đám này nhanh chóng xử lý con quái chỉ trong một đòn. Cô gái đây cứ đâm liên tục vào lõi khiến virus bắn lên. GTA khuyên cô ta đừng để virus dính vào nhưng cô ta còn liếm nó. Nhóm của Fritz đã bị đánh đầu tiên Hazato thì bị tên kia lao đến tấn công. Cậu nhớ ra đám này chính là bọn cướp mà Claire từng đề cập đến. Đám này có sức mạnh và tốc độ rất ghê gớm. Emilia đã tấn công chúng và vì lý do gì đó thì chúng quyết định ra về sau khi lấy xong lõi của con quái đám này có nhắc đến cái tên Vitaly trước khi rời đi. Đội cứu hộ sau đó cũng đến và khi trở về. Claire cho biết đám này là những chiến binh bất hợp pháp. Lý do đám này hốt mỗi cái lõi đi là vì lõi cũng có giá trị tương đương đá biến thể. Nó có thể giúp tái cấu trúc chức năng và tạo ra hàn Thứ này có thể thay đổi cán cân sức mạnh của một quốc gia trong chớp mắt. Claire vẫn mừng vì cả nhóm an toàn. Nhưng về luật thì việc Emilia và nhóm của Fritz chiến đấu mà chưa có sự cho phép là sai. Có điều nhóm Fritz đã chứng tỏ đủ thực lực nên sẽ được cho vào đội của những người được chọn cậu và emilia sau đó đã về chung sakuza thì phải chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai hazato sau đó có đến gặp em gái để học cách cổ vũ cho sakuza cậu nhận được tin nhắn từ cô nên đã đến gặp cậu muốn biết chuyện gì thì cô bắt đầu nói về biến thể cô cho rằng bản thân vì có năng lực của biến thể nên người nghe mới thích thú cô cho rằng bản thân chỉ đang lừa dối khán giả chỉ năng lực mới là thứ giúp cô nổi tiếng chứ không phải giọng hát cậu đã động viên cô và muốn cô bỏ đi suy nghĩ đó vì lúc cô chưa là biến thể thì giọng hát của cô cũng đã khiến hai anh em cậu thấy hay ngay ngày hôm sau buổi diễn đã bắt đầu và sakuza đã dùng năng lực để bay khắp sân khấu hazato và em gái karen cũng đích thân đến xem cô sau đó đã quyết định trình bày bài hát mới mà cô tự viết gần đây karen nghe giai điệu thì nhận ra sakuza chính là cô gái ở hầm trú ẩn năm xưa hazato thì mừng vì bài hát của cô đã thực sự đến được với khán giả cô sau đó đã lên đường rời đi và karen cũng gặp lại sakuza và lấy chữ ký sakuza hứa sẽ quay lại sớm và cho hazato một cái hôn má ai nấy đều sốc sáng hôm sau Hazato ngủ dậy thì Sakuza đã ngồi trên người cậu. Claire và Emilia sau đó cũng chạy đến nhưng Sakuza vẫn bám chặt lấy cậu. Cả ba cô gái tranh giành Hazato khiến cậu phải hét lên và đuổi cả ba ra khỏi phòng. Vài ngày sau đó, nhóm của những người được chọn đã cùng nhau ra biển chơi một chuyến. Sakuza thì cứ bám lấy Hazato. Cậu cũng xin lỗi cô y tá đây vì đã phiền cô phải đưa Karen đến tận đây. Cậu tranh thủ tia mép thì bị Sakuza bám chặt hơn. Cô kéo cậu đi thì Emilia muốn cả hai giữ khoảng cách nhưng cô lại bị ném cho hộp đồ và chấp nhận nhìn cờ rút bị đưa đi mất. Emilia khá bực vì không diện đồ như những người khác được. Claire cho rằng cô thích thì cứ bơi nhưng Emilia đáp trả là cô đang khoe hàng để quyến rũ Hazato, cả nhóm dưới kia thì vui chơi thoải mái. Sakuza đã lên trước để chuẩn bị đồ ăn, Emilia thì không vui lắm vì Sakuza vào khu vườn nhỏ này chỉ là để bám lấy Hazato. Và cô không chấp nhận điều này, nhưng Sakuza nghi ngờ mối quan hệ giữa Emilia và Hazato. Cô sợ là bí mật bị lộ nhưng Sakuza thì chỉ nghĩ là Emilia thích con trai. Cô đã lấy việc bản thân là bạn thở nhỏ của Hazato ra để bao biện nhưng Sakuza cũng cho rằng bản thân là bạn thở nhỏ dù cả hai chỉ ở với nhau có một ngày. Nhưng trùng cuối thì phải dành cho Karen vì cô vừa là em gái kiêm bạn thở nhỏ với Hazato. Cả nhóm ăn xong thì Zetia và Fritz đã rủ Emilia và Hazato chơi bóng. Do được xài năng lực trong chơi bóng nên cuộc đấu trở nên cực kỳ dữ dội. Hazato vì đuổi theo bóng mà té ngã để rồi úp mặt vào hai quả bưởi của Claire đột nhiên có trực thăng bay đến và đây là tập đoàn nhà Clay, trong đó chính là anh trai của cô kiêm giám đốc của công ty. Anh ta đến đây thăm em gái tiện thể gặp mặt các chiến binh và nhất là Hazato, người có chỉ số tương thích cao hơn cả Clay và là người sở hữu dòng máu thánh. Anh ta cũng biết bí mật của Emilia nhưng vẫn giấu cho cô. Anh ta cũng sẽ đưa Clay về trước nên cô biết chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Lúc trở về, Hazato và Emilia vẫn chưa hiểu gì thì nhận được tin là đến phòng hội học sinh. Cả nhóm được biết về chiến dịch dọn dẹp quái vật chiến dịch này sẽ được đội đặc nhiệm của liên hợp quốc hướng dẫn và nhóm 4 người của hazato sẽ là những người tham gia vào zta vui mừng vì đã chính thức vào đội người được chọn nhưng lúc mọi người vừa đi vừa trò chuyện thì hazato đã gặp anh trai của claire và anh ta muốn nói riêng nên đã dẫn cậu đi anh ta hỏi cậu có biết về nguồn cấp năng lượng cho khu vườn nhỏ hay không cậu chỉ nghĩ là lò hạt nhân nhưng đó chỉ là trên giấy tờ nhưng nguồn năng lượng thật sự còn lớn hơn cả lò hạt nhân có thể tạo ra câu trả lời sẽ nằm ở đây cậu thấy một cái kén trong này và trong cái kén đó chính là người mà họ luôn nghĩ là ai Lisa, cô là chiến binh đầu tiên được tạo ra bởi con người và cũng là em gái của anh ta và Claire. Đột nhiên Claire tìm đến và chĩa súng vào anh ta. Cô muốn biết lý do Hazato bị dẫn đến đây thì anh ta cho rằng Hazato rồi sẽ là người giỏi nên cậu cần biết về thứ có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh. Nhưng em gái Lisa của họ không phải thứ này thứ kia cho anh ta gọi. Nhưng lý do thứ hai anh ta gọi Hazato đến là vì cậu có dòng máu thánh và có thể đánh thức được Lisa. Cậu đã thử chạm vào cái kén và sức mạnh có tỏa ra. Nhưng Lisa vẫn chưa đánh thức nên xem ra là vẫn chưa đủ để đánh thức được, nhưng anh ta nghĩ bản thân đã quá vội vì giờ mà đánh thức Lisa thì Vitaly sẽ một lần nữa săn lùng cô. Anh ta và Vitaly có hiềm khích trong quá khứ nên anh ta quyết phải bắt bằng được, nên mục tiêu đầu tiên là phải gặp được đám tay sai. Nhiệm vụ sắp tới cũng sẽ là một phần để đám đấy xuất hiện. Anh ta cũng hy vọng Hazato sẽ trở thành một phần của gia đình. Claire đỏ mặt vì hiểu ý anh trai đang ám chỉ là gì. Cả hai sau đó ra về và Claire muốn cậu phải giữ bí mật chuyện ở dưới này với bất kỳ ai cả nhóm hôm sau đã lên đường đến chiến trường và ba tên lần trước có thể sẽ lại mò đến nên cả nhóm mới được chọn vì từng chạm trán với chúng vừa xuống trại của quân đội liên hợp quốc emilia đã gặp lại người quen người này biết danh tính thật của cô và có vẻ không ưa lắm hazato cô đã bịt miệng cô gái kia lại và muốn cô giới thiệu trước cô là laudia là cận vệ cho hoàng tộc và là bạn thở nhỏ của emilia cô muốn emilia trở về bị lộ ra nên emilia đành phải thú nhận một điều với hazato rằng cô thực ra chính hoàng tộc của cả một quốc gia còn vấn đề trở về đất nước thì cô sẽ không về. Vì cô thích Hazato hơn là Laudia. Cô ta suy sụp và cho rằng mọi vấn đề đều là từ Hazato nên quyết định thách đấu với cậu. Cả hai đã đến một võ đường và thi đấu một trận bằng kỹ thuật, không dùng đến năng lực hay mấy thứ khác. Khi vừa bắt đầu, Laudia đã cố thể hiện để được Emilia chú ý nhưng cô chỉ tập trung vào Hazato khiến cô ta có vẻ cay. Cô bắt đầu đổ lỗi cho Hazato chính là lý do khiến Emilia hư hỏng. Cô tung ra ba cơn lốc chỉ bằng việc xoay trì ở tốc độ cao nhưng Hazato nhìn ra đòn đi kèm trong đó và một vụt cắt đứt cây chùy và đập nó bay về đầu Laudia. Cậu giành chiến thắng, cô ta đòi làm thêm vài hiệp nữa nhưng Emilia không chấp nhận. Cậu cũng khuyên cô nên về một chuyến thì cô nhất quyết không. Laudia lại đổ lỗi cho Hazato và thề sẽ trả món nợ này. Tối đó, Hazato và Emilia đã ra chợ mua ít đồ ăn thì mấy tên biến thể kia đã trà trộn vào chợ và phát hiện cả hai. Sáng hôm sau, Claire đã phổ biến nhiệm vụ cho nhóm Hazato. Laudia vui vì được chung nhóm với Emilia. Cô ta vẫn chưa từ bỏ việc đưa Emilia về nên Claire đã lên tiếng rằng Emilia là một đồng đội của họ nên nếu Emilia không muốn về thì họ sẽ không để ai đưa cô đi. Fritz sau đó tiến vào để thông báo việc cậu ta sẽ đi với một nhóm khác toàn nữ. Nếu không chạm mặt quái cậu ta sẽ tận hưởng dàn harem của mình. Cả nhóm sau đó đã chính thức lên đường. Bên của Claire và Hazato thì chạm mặt hai con quái. Claire đã tự xử một con và Laudia cũng thể hiện và biến hình rồi đánh gục một con. Cô muốn Emilia lên kết liễu để tỏ ra cả hai là một đội ăn ý đám biến thể thì thấy cơ hội để chúng vơ vét còn ở sau này nên chưa cần vội bên fritz cũng dễ dàng xử lý mấy con quái nên tối đến cả nhóm vẫn có thể thuận lợi nghỉ ngơi đến đêm clay quyết định chia cặp ra để canh gác emilia muốn bắt cặp chung với hazato nhưng để cặp này không ổn thế là cô cho emilia với hội phó là an toàn nhất hazato thì chẳng ngủ nổi nên clay khuyên cậu là việc ngủ cũng là một phần nhiệm vụ của một chiến binh lúc thay ca trực ba người còn lại sẽ canh gác và hazato cùng clay đã tranh thủ tâm sự về bầu trời sau này các cho rằng lý do họ chiến đấu là để mọi người có thể tự do ngắm trời sao mà không bị quái vật đe dọa. Thấy cả hai tình tứ thì Laudia đã chỉ cả hai đến cái hồ ở trước kia mà tình tứ. Với cả cô cũng thấy một cái bóng lớn gần đó nên cả hai chỉ xem việc đi lại phía hồ là để tuần tra. Và đúng là có một con quái nên Cle định xử luôn, nhưng vừa lao xuống thì cô vấp té buộc tô phải đứng ra giúp. Cậu thành công chém hạ con quái còn Cle bị té ngã thì hơi bẩn nên cô quyết định đến hồ để rửa lại. Emilia không ngủ nổi nên mò ra tìm Hazato thì được Laudia cho biết là cậu cùng Claire đã đi tình tứ ở hồ. Hazato lúc này đã phải ngồi canh cho Claire tắm. Còn Emilia dù chấp nhận việc Hazato ở riêng thì cô cũng không bỏ cuộc chỉ vì điều đó. Vì cô thà đi giành giật còn hơn về lại quê nhà. Claire có hỏi Hazato về việc cậu mất kiểm soát thì cậu có nói ra việc cậu cảm thấy các giác quan như biến mất. Cô nghĩ Lisa cũng từng thấy như vậy. Lisa vốn được tạo ra bởi mẹ cô bằng cách tiêm sức mạnh của quái vào trứng. Và Lisa đã sớm học cách sử dụng sức mạnh rất tốt nhưng trong một lần lisa vì cứu cô mà đã dùng đến sức mạnh cấm và rồi chìm vào giấc ngủ nhưng lisa vẫn bộc phát sức mạnh để cung cấp năng lượng cho cả khu vườn nhỏ cô trở thành chỉ huy là để giám sát lisa để không bị anh trai lạm dụng cô cho rằng bản thân làm chỉ huy vì lý do cá nhân thay vì một lý do vĩ đại nào đó hazato cho rằng bản thân cậu cũng làm việc này vì em gái nhưng dần dần thì cậu đã được chính Clay khai sáng về sự chân chính khi làm công việc này đột nhiên có thông báo kẻ địch tấn công một đội đã bị ba tên biến thể kia tấn công và đúng lúc này thì bên Fritz cũng ném báo hiệu lên nên Hazato đã về chạy còn Clay sang bên kia trợ giúp. Bên kia lúc này đã bị đám biến thể đánh bại hết nhưng Clay đã kịp đến đây. Thế nhưng điểm yếu của cô chính là trời mưa và đám kia biết điều này nên đã dùng lợi thế về tốc độ để lấn át Clay. Cô hoàn toàn bất lực dù đã dùng sẵn giáp toàn thân. Ngay lúc sắp bị kết liễu thì hội của Hazato đã đến kịp. Đám kia không dễ gì bỏ cuộc nên Hazato đã đi đấu với kẻ thù cũ emilia cũng lo liệu một người và cô đã ghim được vũ khí của ả ta vào tưởng rồi chuyển vũ khí sang găng tay để lao đến tung một đấm ả rút kiếm từ mắt tức giận tấn công cô thì cô cứ thế lao thẳng đến đập tan đống vũ khí cô biết ả ta sao chép được vũ khí từ mắt nên nếu cô chọc đi con mắt thì ả sẽ vô hại cô muốn biết chúng thấy gì qua con mắt này thì tên kia cho rằng thế giới này chỉ toàn sự thối nát và chúng sẽ chiến đấu để giành lấy tự do hazato vô tình thấy được quá khứ của ba kẻ này chúng từng là nô lệ bị hành hạ ngày này qua tháng khác cho đến khi quyết định bỏ trốn trong lúc lang thang giữa sa mạc thì một người đã té ngã và mù đi một mắt, cho đến khi cả ba gặp Vilati thì đã được bà ta ban cho sức mạnh. Cậu thừa nhận lý tưởng của chúng không xấu, nhưng cậu cũng có những nụ cười cần phải bảo vệ nên quyết định mặc lên bộ giáp toàn thân và chiến đấu đến cùng. Cậu đã vung một đao khiến tên kia ngã gục, nhưng hắn vẫn cố đứng lên và Emilia biết hắn sẽ sớm bị biến thể nuốt chửng, nhưng hắn mặc kệ. Đột nhiên một con quái từ dưới hồ chui lên, sức mạnh của nó là không tưởng và tên này muốn đình chiến, hắn sẽ xử con quái đổi lại họ phải để chúng lấy cái lõi đi hắn lao đến thì con quái có một lớp lá chắn bảo vệ dù chặt bao nhiêu cũng chẳng xuyên nổi và hắn ta đã bị con quái thổi bay hazato đến cứu và hắn chỉ muốn hai người chị em được an toàn cả nhóm nghĩ là nếu dùng toàn bộ hỏa lực của toàn quân trên đảo thì sẽ phá được lớp giáp cô đã xin nhóm kia hãy tắt máy làm nhiễu tín hiệu vì giờ họ cần đồng lòng chống giặc cô ta đã hiểu và phá luôn máy gây nhiễu Clay đã gọi về cho Charlotte và rồi thông báo đến toàn quân chuẩn bị khai hỏa. Hazato sẽ được giao cho việc kết liễu, nhưng khi thực hành thì vẫn không đủ vì vài người bị thương không thể tấn công được. Charlot cho biết là vẫn còn cách thứ hai đó là Hazato phải chia sẻ năng lực biến thể qua cho Clay. Cả hai sẽ phải hôn nhau nhưng cái này cũng có hệ quả vì đúng là nó sẽ giúp hạ con quái nhưng tác dụng phụ về sau thì không ai biết chắc được, cậu sẽ phải hôn để truyền qua. Vì quái sắp tấn công phát nữa nên cả hai phải làm luôn mà không nghĩ ngợi. Khi đã có sức mạnh thì cô cùng toàn quân bắn lại phát nữa và thành công phá đi lớp giáp. Hazato chỉ việc lao lên sử nốt và thành công tiêu diệt con quái. Cậu sau đó rơi xuống hồ và được Emilia xuống vớt. Cả đoàn quân đã có thể trở về và những người bị thương cũng đã được đưa đi chữa trị. Hazato cũng đang được chữa trị và còn chưa tỉnh lại. Charlotte cho biết cậu không có gì quá nghiêm trọng nên không cần lo. Vitaly thì thấy nhóm ba biến thể của bà ta chưa về nên quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Ngày hôm sau, cả nhóm đã có thể họp lại và Hazato có hỏi ba biến thể kia giờ ra sao thì họ vẫn đang yên vị nằm trong phòng giám sát và không tiết lộ điều gì. Người ta cũng tìm được phòng thí nghiệm của Vitaly nhưng bà ta đã trốn thoát. Mọi dữ liệu quan trọng bà ta đã hủy hết. Lễ hội thì sắp đến nên an ninh sẽ do các lực lượng từ quốc gia khác lo liệu. Lễ hội này cũng khá giống lễ hội trường và Sakuza đã có màn biểu diễn cho ngày đó. Ai nấy sau đó đã bắt đầu đi chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Những người ở trận chiến trước cũng đến đây để phụ giúp công tác chuẩn bị. Chiều hôm đó, Hazato đến thăm em gái thì phát hiện Sakuza đang đi đâu đó. Cậu bám theo thì biết em gái cậu và Sakuza đang học nhạc để biểu diễn chung tại lễ hội. Karen cũng đã có thể dùng được Hanzet và Charlotte cho biết điều này mới được phát hiện trong quá trình điều trị cậu tin em gái sẽ trở thành giống như Sakura và biểu diễn hết mình với đam mê. Vài ngày sau, lễ hội đã chính thức bắt đầu, ai nấy đều vui chơi thỏa thích còn Laudia khá cay vì bị bắt đi canh gác. Hazato và Emilia được nghỉ thì chạy đi chơi và vô tình thấy hội phó Ezika và Zeta đang làm cho quán cà phê hầu gái nên ghé vào. Emilia bị ép phải thay đồ hầu gái và mang ra cho Hazate chiêm ngưỡng. Cậu bị cả hội ép phải bóp ngực nhưng cậu chỉ nghĩ đây là khăn tắm nên làm đại. Ai dè lại là hàng thật, Cậu còn bị ép phải hôn nên muốn hai cô bạn làm gì đó nhưng cả hai lại lủi đi trước. Cậu sau đó đến gặp Karen để xem em gái đã sẵn sàng hay chưa. Đang định hôn lên chán thì Sakuza và quản lý đến nên cậu đành né sang một bên. Anh trai của Claire cũng đến cảm ơn vì Sakuza đã đồng ý biểu diễn và anh ta cũng hy vọng bài hát của Karen sẽ hay được như Sakuza. Sakuza đã biểu diễn đầu tiên. Nhưng trong lúc cô biểu diễn thì Livati đã lẻn vào đây thao túng một cô gái để vào được những nơi cầm thẩm quyền cao. Karen sau đó cũng đã chính thức lên sân khấu ở tiết mục thứ hai khiến ai nấy đều bất ngờ. Cô đã kể lại hoàn cảnh và mong muốn của bản thân và rồi sử dụng z để có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình và cất tiếng hát. Bài hát của Karen đã thật sự chiếm được lòng khán giả và màn cuối sẽ là màn song ca của cả hai. Trong lúc đó, Claire nhận được thông báo về việc có nhân viên ngất xỉu và tuy đã tỉnh nhưng lại không nhớ gì. Đột nhiên trong thành phố lúc này xuất hiện một con ong máy. Nhìn có vẻ như đang có ai đó điều khiển. Hội phó EZK và ZTA quyết định sẽ tóm nó lại nó đột nhiên tự hủy và một con nữa định nhắm vào tủ điện buộc GTA phải đấm bay đi, nhưng nhiều con khác đều xuất hiện trên khu vườn nhỏ và khiến nguồn điện bị hỏng. Phòng chỉ huy phải đưa ra lệnh cho các bảo vệ là tìm diệt đám ong máy trước khi chúng đến được những tủ điện còn lại. Họ biết được những robot vệ sinh là nguyên nhân tạo ra đám ong nên cho tắt hết. Ezika gọi về vì tìm được đá biến thể trong con ong, chứng tỏ đây là vụ tấn công có kế hoạch, không ai khác ngoài Vitaly có thể làm được việc này. Claire buộc phải thông báo tạm dừng lễ hội và nhờ Saku ra thông báo mọi người ổn định để di tản. Trong lúc đó, Mọi người ngoài kia thì đang ra sức tiêu diệt càng nhiều ong nhất càng tốt, nhưng một con ong đã đến được máy chủ và bắt đầu xâm nhập trong này. Một chiếc máy bay đã đâm thẳng vào khu vườn nhỏ, hệ thống bắt đầu lỗi và không còn chính xác nữa khiến tàu hư hại nặng nề. Đám quái từ máy bay đó cũng bắt đầu tràn ra, chúng không hề có lỗi. Hazato và Emilia đã về phòng chỉ huy để tìm Claire thì lại thêm một máy bay nữa đâm vào lá chắn ở buổi biểu diễn. Claire muốn ra trận nhưng ai nấy đều cần cô ở đây chỉ huy. Còn Hazato và Emilia thì sẽ đến chỗ của Sakuza để bảo vệ mọi người. Ba biến thể lúc này nghe thấy tiếng động và không nghĩ là Vitali sẽ tấn công vì bà ta đã hứa là sẽ không hại đến dân thường. Nhưng bà ta đã đến và thanh niên trưởng nhóm quyết định không phục vụ bà ta nữa vì mọi người ở đây không hẳn là xấu. Bà ta cũng chẳng cần họ nữa mà bấm nút khiến cả ba bị trói tai. Trong lúc Hazato và Emilia đang xử lý đám trên này trước thì Mây Mây đã đến tìm ba biến thể kia và chạm mặt Vitali. Cô bị dính một phát đạn còn ba người kia đã bị tẩy não và tấn công cả cô. Xem qua hướng Vitali đi thì họ biết được bà ta đang hướng đến chỗ của Lisa. Anh trai của Claire đã gọi đến cho cô và muốn tự mình xử lý Vitaly vì cả hai từng quen nhau. Vitaly đã đến gần nơi chứa ly ra và cho một người đi trước để thì bẫy. Hai người còn lại cay nhưng bà ta đẩy mức điều khiển lên cao hơn. Mây mây lại chạy đến để bắn trả lại bà ta và giải thoát được cho hai người còn lại. Nhưng cô thì đã bị hỏng mất một chân và để bà ta trốn thoát. Bà ta đã gặp lại anh trai của Claire và hận anh ta khi đã lợi dụng rồi trục xuất bà ta đi. Đám robot ngoài kia đột nhiên phát ra một loại sóng âm khiến các chiến binh bị suy yếu. Và giờ bà ta quyết định bắn vào Lisa, nhưng Lisa đã tỉnh giấc và chặn hết đạn và để anh ta bắn trả. Anh ta vốn dĩ đã biết Vilati sẽ tấn công nên đã lợi dụng bà ta để đánh thức Lisa. Hazato lúc này lại đang chật vật trên kia vì đứng còn không nổi chứ nói gì là chiến đấu. Nhưng đúng lúc này thì Lisa đã tìm đến Karen và Sakuza, cô cho cả hai sức mạnh để hát và khích lệ sức mạnh cho mọi người. Hazate đã lao đến xử con to nhất và rồi gục ngã vì hết năng lượng. Nhưng nó vẫn còn chưa chết nên thanh niên biến thể đã lao vào nhưng mình cậu ta là không đủ và người chị gái không nỡ nhìn em trai bị thương nên đã sao chép hình dạng con quái và biến thành nó. Cô bị mất kiểm soát và khi Claire ra trận thì cô biết đây là tình trạng giống với Lisa năm xưa. Hazato đã gặp được Lisa trong mơ và được cô ban cho sức mạnh để cứu người. Claire định bắn luôn bất chấp mạng sống của cô gái kia thì Hazato xin ít thời gian để cứu người. Cậu đã biến giáp toàn thân và cố dùng lời để gọi cô ta tỉnh dậy, nhưng cô vẫn giữ trong đầu suy nghĩ các chiến binh là kẻ thù mà tấn công cậu. Emilia đã đứng ra phụ giúp và Hazato một lần nữa gọi cô ta thức tỉnh nhưng chỉ khiến việc tệ hơn nên cậu đành. Vung một kiếm chém đi phần quái vật để rồi đưa tay kéo cô gái ra ngoài và chào mừng cô đến với khu vườn nhỏ. Mọi chuyện sau đó đã kết thúc và Claire cảm nhận được Lisa đang cảm ơn cô. Tối đó, Emilia đã nói ra mong ước được ở cạnh Hazato và rồi xin của cậu một nụ hôn. Cả nhóm kéo lên thì thấy được và Laudia đã lao đến và để lộ thân phận công chúa của Emilia. Claire khá tức vì nãy giờ không thấy đâu, thì ra là mò lên đây đú đờn cô cho cả hai một phát đạn và phim đến đây cũng là kết thúc